Mua khăn dùng liền tặng đoàn làm phim bà xã Lý Hải khiến ai cũng hết hồn vì nghĩ đến thứ khác. Vì hình hài của chiếc khăn dùng liền khiến người ta dễ liên tưởng đến thứ khác, nên bà xã Lý Hải đã khiến cả đoàn làm phim được phen húng hồn khi mang lên tặng tất cả mọi người. Minh Hà Lý Hải đang trong những ngày cùng đoàn làm phim Lật Mặt năm 48 giờ trong rỗi ở miền Tây sông nước để thực hiện quá trình quay hình cho đoàn phim mới này. Sau những thành công vang dội của 4 phần Lật Mặt trước, hai vợ chồng Lý Hải quyết định tiếp tục đầu tư số tiền lớn để làm phần 5 với các diễn viên tham gia bao gồm Võ Thành Tâm, Quách Ngọc Tuyên, Mạc Văn Khoa, Huỳnh Đông, Ốc Thanh Vân, Lê Hà Anh, Tiết Cương. Không chỉ có mặt trên trường quay với tư cách là vợ của Lý Hải, Minh Hà còn đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất. Ngoài giám sát, hỗ trợ việc quay hình, Minh Hà còn chăm sóc cho các thành viên trong đoàn làm phim rất chu đáo. Đặc biệt mới đây, việc Minh Hà mua khăn dùng liền lên tặng cả đoàn làm phim khiến nhiều người không khỏi hoang mang. Với việc chiếc khăn được đóng gói gọn gàng cho việc mang đi xa, cả đoàn đã liên tưởng đến một thứ khác khiến bà xã Lý Hải cũng hú hồn. Theo vì không ngờ mọi người lại nghĩ xa như vậy, chắc chắn đây sẽ là một kỷ niệm thú vị với đoàn làm phim Lật Mặt năm trong quá trình ghi hình ở miền Tây. Minh Hà mua khăn dùng liền lên cho đoàn làm phim nhưng ai cũng hú hồn vì tưởng một thứ khác. Đoàn làm phim Lật Mặt năm 48 giờ đang ghi hình tại miền Tây.